Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và hướng vào đất liền nước ta. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới còn rất phức tạp và có thể tiếp tục mạnh lên thành bão. Hiện vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 31 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ vĩ Bắc, 112,1 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam 100 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 giật cấp 9. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc của đảo Hoàng Sa có mưa rông mạnh, gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m biển động mạnh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong một hai ngày tới áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của Việt Nam, gây ra một đợt mưa to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong các ngày từ mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 8. Các chuyên gia khí tượng cũng nhận định mưa sẽ cải thiện đáng kể tình hình thiếu nước của các hồ chứa thủy điện miền Bắc, chấm dứt tình trạng hạn hán ở khu vực Bắc miền Trung.